Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh truyện audio Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi cho các bạn bộ truyện Đại Chu Tiên Lai Tập 5 Trong nháy mắt, trong ngào cảnh chỉ còn lại hai người Lý Tứ nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc nhìn Lý Mộ Ta đang nằm mơ Lý Mộ nhìn Lý Tứ vẻ mặt ngạc nhiên Những nước tử này tràn ngập dụ hoặc Bản thân Lý Mộ cũng suy chút nữa mắc bẫy ngay cả hàn triết ngưng thần cảnh cũng ngã ở ảo cảnh lý tứ háo sắc nhất trong mọi người thế mà có thể bảo trì lý trí không chỉ có thế ánh mắt hắn nhiều còn nhìn về phía những nữ tử này như giếng cổ không gợn sóng so với ánh mắt ngày thường nhìn trương sơn cùng với lão vương không có gì khác nhau lý mộ chấn động nhìn hắn hỏi người không có việc gì lý tứ hỏi ngược lại ta có thể có chuyện gì lý mộ khó có thể tin nói người không động lòng sao động lòng lý tứ nhìn các nữ nhân đã không mảnh vải kỹ thuật nhảy múa cũng càng lúc càng lớn mật khóe miệng giật giật khinh thường nói chỉ cái này theo lý tứ mở miệng động tác của những nữ tử kia bỗng nhiên dừng lại sau đó đám đông nữ tử trước mắt hai người bỗng nhiên biến mất thay thế vào đó là một thiếu nữ bộ dáng thanh tú. Thiếu nữ mặc váy dài màu trắng mang thân thể bọc kín kẽ so sánh với các nữ tử vừa rồi quần áo hở hang, không kích dậy nổi chút sắc dục nào của nam nhân. Nhưng ngay tại ánh mắt thiếu nữ này xuất hiện vẻ mặt trên mắt mặt của Lý Tứ bỗng nhiên ngừng trệ. Lý Mộ biến sắc, tuy không biết thiếu nữ kia là ai, nhưng hiển nhiên tình huống Lý Tứ rất không ổn, lúc nào cũng có khả năng trầm luân ở trong ảo cảnh. Chấp niệm hoặc là dục vọng ở sâu trong nội tâm gã bị nữ tử từ, từ trong hồ đi ra, cụ thể hóa ra. Thành thành! Lý Tứ kinh ngạc nhìn thiếu nữ kia, ánh mắt dần dần dại ra, chậm rãi hướng về phía thiếu nữ đó đi đến. Lý Mộ muốn ngăn hắn lại, phát hiện thân thể của mình tựa như là bị cái gì giam cầm lại, Hắn trơ mắt nhìn tay của Lý Tứ chạm vào khuôn mặt thiếu nữ kia, sau đó cả người biến mất ở trong ảo cảnh. Mảnh tung lũng này cuối cùng chỉ còn lại một mình Lý Mộ, mà những nữ tử kia vừa rồi biến mất, lần nữa xuất hiện ở trước mắt Lý Mộ, kỹ thuật nhảy múa của các nàng càng thêm uyển chuyển, động tác so với vừa rồi càng thêm lớn mật, thậm chí cũng dán ở trên người của Lý Mộ. Lý Mộ mắt mụ nhìn mũi mũi nhìn tim trong lòng mặc niệm thanh tâm quyết, ánh mắt bình tĩnh không chứa chút tạp niệm. Cuối cùng một nữ tử đầy đặn gần sát với Lý Mộ hướng hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm hương thơm, cả người mềm nhũn gã ở trong lòng hắn dịu dàng hỏi: "Ta có xinh đẹp không?" Lý Mộ bình tĩnh nói: "Xin lỗi, ta người này mù mắt, không biết người có xinh đẹp hay không." căn bản phá vỡ ảo cảnh chính là thủ vững bản tâm, chỉ cần không bị dục vọng sai khiến, mặc dù là chủ nhân ảo cảnh cũng không làm gì được hắn. Chỉ cần ra khỏi ảo cảnh, Lý Mộ liền có được sức tự bảo vệ mình. Uống chỉ lấy tình trạng thân thể của Lý Mộ hôm nay, nàng cho dù là lẳng lơ quyến rũ nữa, cũng không cầu dẫn được hắn. Công tử thật biết nói đùa, nữ tử kia nằm ở trong lòng của Lý Mộ, hai tay ôm lấy cổ hắn, thở khí như lan dịu dàng nói là ta xinh đẹp hay là nương tử nhà ngươi xinh đẹp thật ngại quá tại hạ chưa có lấy vợ nữ tử kia tựa như cũng bị lý mộ quấy giày tiết tấu lặng lẽ một cái chớp mắt một bàn tay vuốt ve ngực của lý mộ tiếp tục cười quyến rũ hỏi nơi này phong cảnh hợp lòng người công tử có nguyện ý cùng mấy người tìm muội ta làm một ít chuyện vui vẻ hay không trong lòng lý mộ âm thầm thở dài người ta sinh ra đã thích làm những chuyện vui vẻ đó nhưng bây giờ là không đúng lúc thứ nhất hắn biết rõ ràng nơi này núi là giả nước là giả nữ nhân ở trong lòng cũng là giả một khi hắn đáp ứng trong lòng lộ ra sơ hở kết cục sẽ giống hệt như trương sơn lý tứ thứ hai cho dù tất cả cái này đều là thật nhưng hắn bảy phách mất hết tước âm phách bây giờ còn chưa có hy vọng ngưng tụ Buổi sáng còn thường xuyên không dậy được Cũng không có khả năng vui vẻ với nhiều người như vậy Nhiều lắm kiên trì hai ba người mà thôi Đối mặt nữ tử câu dẫn lý mộ Lắc lắc đầu trịnh trọng mờ miệng Cô nương xin tự trọng Trên mặt nữ tử bỗng nhiên lộ ra vẻ giận dữ Lớn tiếng nói Ta không tin Nam nhân đều là kẻ sắc dục đen lòng sao có thể có người ngồi ở trong lòng mà không loạn người nhất định là đang gạt ta nàng nói xong bỗng nhiên đưa tay thò xuống phía dưới sau đó trên mặt liền lộ ra nét khó có thể tin chấn động nói sao có khả năng người thân thể lý mộ bỗng nhiên khôi phục cống chế sắc mặt hắn đỏ lên đẩy nữ tử kia ra chịu nhục nhã vô cùng lý mộ nổi trận lôi đình trong lòng lửa giận bốc lên Lục đinh ngọc nữ ấn trên tay cũng đã kết một nửa, chữ lầm càng phun ra đến ít hầu Đột nhiên, trực mặt hắn hòa lên, thung lũng không thấy nữa, biển hoa không thấy nữa, những nữ tử nhảy múa kia cũng không thấy, hắn lại thấy được một mặt nước soi bóng trăng. Vịnh Bích Thủy, bên bờ, nữ tử áo trắng tóc dài hướng lý mộ huyền truyền thi lễ xin lỗi. Tiếp thần cho rằng nam tử thế gian đều là hạng người phụ lòng bạc tình, trong mặt chỉ có tình dục nhục dục không ngờ được trên đời còn có công tử người mỹ nhân ngồi trong lòng mà không loạn như vậy vừa rồi là thiếp thân không đúng tiếp thân ở đây bồi tội với công tử lý mộ mở miệng ngập ngừng cảm giác nữ quỷ này đang mắng hắn lại không có chứng cớ gì hắn thủ ấn cũng đã kết xong rồi nàng bỗng lại trở lên khách khí khiến hắn nửa vời khó chịu nói không lên lời Cuối cùng Lý Mộ vẫn vụng trộm thu hồi thủ ấn. Dù sao, đưa tay không đánh quỷ khuôn mặt tươi cười. Quan trọng nhất là có thể phóng ra ảo cảnh ngay cả hàn thiết cũng không ngăn cản được. Thực lực nước quỷ trước mắt giật có khả năng đã đạt tới cảnh giới thứ ba, thậm chí là cảnh giới thứ tư. Cho dù là có kiểu tự chân ngôn, Lý Mộ cũng không phải là đối thủ của nàng. Hắn nhìn nhìn quanh thấy đám người trương sơn Lý Tứ cùng hàn thiết nằm ngang nằm dọc cả một mảng nhưng đều chỉ là hôn mê hắn là không có hẳn là không có gì đáng ngại cũng không biết nữ quỷ áo trắng này ngăn trở bọn họ phá án rốt cuộc là vì cái gì tiếp thân tô hòa không biết công tử xưng hô như thế nào lý bộ nữ quỷ này thoạt nhìn giống người giảng đạo lý sau khi giới thiệu lẫn nhau lý bộ nhìn mấy người ngã ở trên mặt đất thử hỏi tôi cô nương có thể buông tha cho những đồng nghiệp này của ta hay không Nữ quỷ tên là Tô Hòa cười cười nói Tiếp thần ở Vịnh Bích Thủy này 20 năm Chưa bao giờ hại mạng người Bọn họ chỉ là hôn mê mà thôi Ngày mai liền có thể thức tỉnh Trong lòng Lý Mộ nhất thầy hiểu rõ Nữ quỷ 25 đạo hạnh hàn triết không phải là đối thủ của nàng Cũng rất là bình thường tuy nói đám yêu và tinh quái tu hành so với nhân loại gian nan hơn rất nhiều, nhưng quỷ vật khác lại khác với yêu tinh, chúng nó vốn là linh hồn của người con người chuyển hóa mà thành ở trên tu hành có ưu thế yêu vật tinh quái thậm chí là nhân loại cũng không bằng trong các nàng có số rất ít thậm chí ở thời điểm vừa mới chuyển thành linh thể đã có thể so sánh với người tu hành chung tam cảnh lý bộ nhìn nàng lại hỏi không biết cô nương vì sao ngăn trở chúng ta diệt trừ oán quỷ câu hồn phách con người này? Tô Hòa thở dài nhẹ nhàng nói, Công tử chỉ biết quả nàng câu hồn lại không biết nhân nàng đoạt hồn. Lý bộ ngây ra một lát, chẳng lẽ trong đó có ẩn tinh? Hắn vừa rồi đã cảm thấy nước quỷ đó có chút kỳ quái trên thân thể của nàng, mặc dù có âm khí của quỷ vật nhưng lại không cho người ta cảm giác hung sát mà quỷ vật câu hồn phách người ta tu luyện thương thương đều sát khí ngập trời tô hòa nhìn nhìn nữ quỷ bóng người hư ảo đến cực điểm ở bên bờ sụp đổ hỏi công tử biết nàng là người nào không lý bộ lắc lắc đầu tô hòa nói ra lời kinh người nàng là thế tử chưa cưới của triệu vĩnh Tề tử chưa cưới của Triệu Vĩnh không phải là con gái quận thừa sao? Lý Mộ kinh ngạc mở miệng sau đó như là ý thức được cái gì nhíu mày cảm giác sự tình không đơn giản. Tô Hòa ảm đạm nói, nàng tên là Lâm Uyển, từ nhỏ có hôn ước với Triệu Vĩnh, vốn hai người sang năm sẽ thành hôn thẳng đến mấy ngày mấy tháng trước, Triệu Vĩnh bị quận thừa nhìn chúng. Chuyện đã xảy ra kế tiếp giống hệt như Lý Mộ đoán, Đại Chu chỉ có 36 quận, trong một quận lấy một quận thủ đứng đầu, dưới quận thủ là quận thừa, nếu có thể tạo quan hệ với quận thừa, tiền đồ tự nhiên tràn ngập sáng sủa. Triệu Vĩnh được quận thừa nhìn chúng, ngại là bản thân đã có hôn ước, triệu ra ở huyện Dương Khâu, coi như là gia tộc có uy tín danh dự, vì lấy con gái quận thừa ruồng bỏ hôn nước, không chỉ có bị người ta mắng chửi con có thể mang con đường tấn tăng thần không dễ dàng gì có được bị chặt. Vì thế hắn lựa chọn hoặc là không làm, đã làm là làm đến cùng, lấy cớ hẹn Lâm Nguyễn du lịch, khiến nàng chết đuối ở Vịnh Bích Thủy xác chết trôn ở bên bờ. Lâm Nguyễn, cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ có một mình nàng, sau khi nàng chết, việc hôn ước tự nhiên cũng không có ai nhắc tới nữa. Tô Hòa truyền một tia âm khí cho Lâm Nguyễn ở bên bờ tiêu tán nói, Ngày ấy ta thấy bên bờ oán khí ngập trời, thật lâu không tiêu tan, liên ở trước khi hồn phách nàng tiêu tán, ngưng tụ ba hồn của nàng, lại giúp nàng ta tu hành, truyền năng thuật pháp để nàng báo thù. chỉ là nàng, nàng tu hành quá nông cạn, chỉ bắt được một hồn của triệu vĩnh. vì tiền đồ tự tay giết hại vợ chưa cưới của mình, đây căn bản không phải là chuyện con người có khả năng làm ra. lý mộ nhìn hồn của triệu vĩnh lơ lửng ở một bên, cố kìm nén lại ý niệm một đạo lôi pháp đánh chết gã. Sau khi hít sâu, cảm xúc của hắn dần dần bình tĩnh lại. Đây dù sao chỉ là lời nói của một phía tô hòa không thể tin hết. Lý mộ nghĩ nghĩ nói. Nếu chuyện này là thật, ta sẽ báo cáo nha môn, trả nàng một sự công bằng. Lý mộ bảy phách mất hết, muốn muốn ngưng tụ phách thứ nhất thi cầu, không thể thiếu cần thu hoạch người khác cảm kích. Bộ luận là giúp người giúp quỷ hay là giúp yêu, đều là con đường thu hoạch niềm vui cảm kích nhưng hắn làm như vậy trái lại cũng không phải là vì thu hoạch lâm uyển cảm kích càng nhiều là khó chịu đối với hành vi cầm thú của triệu vĩnh làm bộ khoái giải oan cho dân trừ bạo cho dân cũng là việc bổn phận của hắn tô hòa nhìn hắn hỏi vì sao phải giúp nàng lý mộ nghĩ nghĩ nói vì chính nghĩa tô hòa nhìn vào mắt hắn hồi lâu mới thở dài nói trên đời này người như công tử đã không nhiều nữa Đáng tiếc Lâm Nguyễn lại không nhìn thấy kết cục của tên cầm thú kia Lý Bộ kinh ngạc nói Vì sao? Tô Hòa nhìn nữ quỷ càng thêm hư ảo nói Đạo hạnh của nàng là bị ta cưỡng ép kéo lên Càn cờ vốn không vững Vừa rồi lại bị người nọ đánh thành trọng thương Nhiều nhất một khắc đồng hồ sẽ hoàn toàn tiêu tán Lý Mộ nhíu mày hỏi ngay cả ngươi cũng không cứu được nàng sao? Tô hỏa lắc đầu nói, ta tu là quỷ đạo, đã thương người dễ, cứu người khó, nàng căn cơ đã hủy, trừ phi có cao nhân Phật môn tụng kinh phổ độ chữa trị căn cơ cho nàng, nếu không vô lực vãn hồi. Nàng vươn một bàn tay ra, chỗ lòng bàn tay hiện ra một quần lửa âm u nói với Lâm Nguyền. Người đã không nhìn thấy triệu vĩnh đền tội, ta liền đốt hắn một hồn trước, như vậy cho dù hắn may mắn sống tạm Cũng nhất định sinh khúc cả đời Cũng tính là hắn bao ứng Chậm đã Lý mộ kịp thời ngăn nàng nói Triệu Vĩnh đã định ra hôn ước với con gái quận thừa Vụ án của hắn huyện lệnh đại nhân cực kỳ coi trọng Nếu như tôi cô nương tiêu diệt một hồn này của hắn liền tương đương trực tiếp hướng huyện nhà tuyên chiến Hướng triều đình chuyên tuyên chiến triều đình cao thủ vô số, một khi truy nã, mặc kệ ngươi có đạo hạnh sâu bao nhiêu cũng khó thoát được truy trách nhiệm. Tổ châu vốn là nơi yêu quỷ và nhân loại cùng tồn tại. Thái độ của triều đình đối với những ngoại tộc này là người không phạm ta, ta không phạm người. Mà một khi những quỷ này nguy hại đến sự an toàn của dân chúng, triều đình sẽ lập tức phái người diệt trừ. Làm bộ khoái, lý mộ rất rõ kết cục nàng làm như vậy. Tô Hòa lại hoàn toàn không sợ cười lạnh nói vậy để bọn họ đến đi. Đây tựa như cũng là một nữ quỷ cứng rắn. Lý Mộ nghe vậy đau đầu một trận chỉ có thể nói sang chuyện khác. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp cứu lầm của nương trước đi. Tô Hòa lắc lắc đầu nói trừ phi ngươi có pháp lực Phật môn biết Phật gia pháp kinh có thể có thể hiện ra phổ độ Phật quang nếu không không cứu được nàng. Mấy ngày nay Lý Mộ từng cẩn thận nghiên cứu việc tu hành cũng tăng trưởng không ít tri thức. Pháp thuật, thần thông, Phật môn cùng đạo môn tuy đều là uy lực rất lớn nhưng phương thức tu hành khác nhau, pháp lực trên bản thân cũng là khác nhau. Pháp thuật đạo gia tận hết thiên địa biến hóa, huyền bí quỷ dị, tu chới tố cao, tu chơi chỗ cao thâm, có thể khu quỷ thông thần, cực hết việc tạo hóa, mà thần thông phật môn tuy biến hóa không đủ nhưng có thể cương có thể nhu cường có thể khu quỷ nhu có thể độ quỷ chỉ cần tụng niệm pháp kinh liền có phật quang xuất hiện về phần là khu quỷ hay độ quỷ đều là do một ý niệm của người tụng kinh tổng thể mà nói phật đạo hai nhà đều có sở đoàn sở trường riêng lý mộ đi tuy là con đường tu hành đạo môn nhưng trong Phật châu Hòa thượng kia đưa cho hắn lại ẩn chứa pháp lực Phật môn thì cần mượn một chút thì có thể thi triển thần thông Phật môn vấn đề lớn nhất là hắn không hiểu pháp kinh Phật môn cho dù có thể mượn một chút pháp lực Phật môn cũng là uổng công Lý Mộ nghĩ lại một chút pháp kinh chính là kinh Phật nếu đạo đức kinh có thể thay thế đạo kinh kinh điển Phật môn khác cũng chưa hẳn không thể thay thế pháp kinh Hắn suy nghĩ một lát nói Nếu không để ta thử chút đi Tô Hòa kinh ngạc nói Người hiểu Phật Pháp Lý Mộ nói Không hiểu nhưng có thể thử mà Lý Mộ tuy từng xem không ít kinh Phật Nhưng không có tấm phủ triện kia Kim cương kinh, ba nhược kinh Các kinh thư hắn là một câu cũng không nhớ được Duy nhất nữa rõ chỉ có tâm kinh Sở dĩ nhớ rõ tâm kinh là vì kinh này không chỉ có là một trong các kinh điển Phật giáo truyền lưu rộng nhất, hơn nữa nhỏ bé nhanh nhẹn, dài có ưu điểm của dài, ngắn cũng có chỗ tốt của ngắn. Chính là vì tâm kinh quá ngắn, cả thiên chỉ có hơn 200 chữ, rất dễ dàng có thể học thuộc, rất nhiều người không phải là Phật tử cũng có thể thuận miệng thuộc vài câu, sắc tức là không, không tức là sắc. Sau khi hạ quyết tâm, Lý Mộ mang chuỗi Phật Châu kia cầm ở trong tay, mang một tia pháp lực trong đó dẫn đường vào trong cơ thể của mình, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần thấp giọng niệm. Quan tự tại Bồ Tát, hành thân bản nhược ba la mật đa thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Trong đêm đen, bên phịnh Bích Thủy chỉ có tiếng tụng kinh ngâm Nga của Lý Mộ, đột nhiên sắc mặt tô hòa biến đổi hẳn vật mạnh ống tay áo cuốn lên hồn của lâm uyển lui ra phía sau mấy trượng nàng đứng ra xa, xa nhìn lý mộ mặt lộ vẻ chấn động giờ phút này lý mộ khoanh chân ngồi ở trên mặt cỏ phía sau dần dần hiện ra một bánh xe ánh sáng màu vàng đêm khuya trong các nơi chùa miếu bắc quận vô số hòa thượng đang phật đang ở trong phật điện niệm kinh chợt ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy kim thân Phật tượng đỉnh đầu bọn họ bỗng nhiên Phật quang bừng sáng, mang cả tòa Phật điện chiếu rọi như ban ngày. Niệm xong một lần tâm kinh, vẫn như cũ chưa có phát hiện hiện tượng gì lạ, Lý Mộ cảm thấy có chút thất vọng khi mở mắt bỗng nhiên bị một luồng ánh sáng mạnh chói không mở được mắt, không khỏi kinh hãi nói. Ây cái gì sáng thế? Lý Mộ vừa mở mắt liền bị ánh sáng mạnh đâm vào hai mắt không thể nhìn thẳng trong lòng hắn cả kinh tưởng hai lữ quỷ kia thừa dịp hắn chưa kịp chuẩn bị làm động tác nhỏ nào đó đang chuẩn bị bắt ấn phóng bị cúi đầu mới phát hiện ánh sáng lên chính là hắn tình huống gì đây lý mộ cả kinh trực tiếp đứng lên lúc này ánh sáng vàng trên người, người của hắn càng tăng lên như ở trong một quầng sáng hai mắt khó có thể nhìn vật vật thể còn có một loại cảm giác ấm áp Tô Hòa đứng xa xa nhìn hắn giật mình nói Người còn nói người không hiểu Phật Pháp Thẳng đến bây giờ phút này nàng mới ý thức được Từ vừa rồi mới bắt đầu nàng đã xem nhẹ người trẻ tuổi trước mắt này Hắn không chỉ có tâm trí dị thường kiên định Không bị sắc dục dụ hoặc Trên người lại có Phật môn đại thần thông Linh thể vốn là toàn âm Trời sinh bị đạo Pháp Phật quang khắc chế Ánh sáng vàng trên người lý mộ Ẩn trước lực lượng ngay cả nàng cũng phải sợ hãi không thôi cái này ý nghĩa Phật môn pháp kinh hắn vừa rồi niệm tuyệt đối không phải là Phật pháp bình thường trong mắt nàng lóe lên ánh sáng âm u tựa như muốn nhìn thấu lý mộ nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảng mơ hồ mở mắt nhìn thấy đều là ánh sáng vàng lý mộ cảm giác mình sắp mù rồi vội vàng nhắm mắt lại hỏi anh trang này không chế như thế nào tô Hoàng ngẩn ra một phen có chút khó có thể tin hỏi người không hiểu lý mộ bất đắc dĩ nói vừa mới nói ta chỉ là thử thôi mà tô hòa trầm mặc một lát mới nói người tán đi một đạo pháp lực phật môn kia trong cơ thể là được lý mộ quyết án tán đi pháp lực từ trong phật châu dẫn tới đường tự. ánh sáng trên người quả nhiên dần dần biến mất mắt hắn lại có thể nhìn thấy được rồi không ngờ được kinh phần của một thế giới khác lại có thể thay thế pháp kinh ở nơi này Lý mộ cảm thấy con đường của bản thân hắn lại rộng rồi Uy lực của tâm kinh so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn Nếu hắn có pháp lực Phật môn Chẳng phải là một nguồn sáng biết đi Nơi đi đến vạn quỷ khuất phục bày yêu tránh lui Tô Hòa dùng ánh mắt cực độ nghi hoặc nhìn hắn hỏi Người sao lại biết thần thông của Phật môn Cái này không quan trọng Lý mộ nhìn lớp biển thân thể càng thêm mưa ảo hỏi Ta nên như thế nào mới có thể cứu lâm cô nương tô hòa thu hồi nghi hoặc nói phật môn tu tâm phật quang có thể đổi quỷ cũng có thể độ quỷ chỉ cần trong lòng ngươi không có sát niệm liên sẽ không tổn thương tới nàng ngươi thử một lần nữa chậm rãi dùng phật quang bao vây linh thể của nàng lý mộ lần nữa từ trong phật châu dẫn đường ra một đạo pháp lực thấp giọng tụng niệm tâm kinh rất nhanh trên người liền tàn mát ra phật quang Hắn từ khống chế chúng nó, tâm niệm khẽ động liền có một đạo hào quang từ bên ngoài cơ thể phân ra, chậm rãi bao vây linh thể Lâm Uyển. Khi Lý Mộ dùng toàn bộ Phật quang hoàn toàn bao bọc Lâm Uyển, thân thể bỗng nhiên như là bị vén sạch, mềm nhũn mà ngã xuống. Phật quang này tuy là lấy pháp lực từ Phật Châu dẫn dắt nhưng tiêu hao sau đó lại là pháp lực của chính Lý Mộ mà pháp lực của hắn vốn không nhiều, vừa rồi đã lãng phí một lần sau khi dùng một lần nữa ở trên người Lâm Uyển liền hoàn toàn khô kiệt. Hắn cũng chưa ngã xuống đất mà là ngã ở trong vòng một vòng tay mềm mại thơm tho. Tô Hòa đỡ hắn quan tâm nói Người không sao chứ? Không sao, chỉ là có chút mệt nghỉ ngơi chút là tốt rồi. Dù sao cũng là lần đầu tiên cùng nữ quỷ tiếp xúc khoảng cách bằng không Lý mộ muốn đứng lên dưới chân lại không có chút sức lực nào không sao, Tô Hòa mỉm cười nói, ta đã không phải là nhân loại, không có đề phòng nam nữ. Đà tạ ân công, thân thể Lâm Nguyễn đã hoàn toàn ngưng thực, nàng quỳ gối trước mặt Lý Mộ cảm kích nói, ân cứu mạng của ân công, Lâm Nguyễn không biết lấy gì để báo. Không cần cảm tạ, Lý Mộ khoác tay áo nói, để Lâm Cô Lương chịu oan khuất này cũng là nam môn thất trách, là chúng ta thất trách, Đồng thời hắn ở trong lòng thầm than, quá nhiên đạo hạnh càng sâu, bảy loại tình cảm liên càng cường đại. Niềm vui cảm ơn từ oán linh lâm nguyện sinh ra so với trường vương thị lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Tô Hòa đã có thể ngưng tụ thành thực thể, ít nhất cũng là tu vi cảnh giới thứ ba. Lực lượng bảy tình cảm càng cường đại, chỉ tiếc như loại tồn tại đạo hạnh sâu đậm này. Bảy loại tình cảm bình thường không hiện ra ngoài, lấy đạo hạnh nhỏ nhoi của Lý Mộ căn bản không dẫn đường được. Oán linh kiểu lâm uyển hẳn là đã là cực hạn của lý mộ. Tô Hòa nhìn về phía Lâm Uyển hỏi Người kế tiếp có tính toán gì không? Lâm Uyển cúi đầu nói Ta muốn tới U Đô Lý mộ đã biết thế giới hắn ở có 10 châu ba đảo Chính là chỗ nhân tộc cùng yêu quỷ Tinh quái cùng nhau tụ cư Mà U Đô quỷ vực thì hoàn toàn là địa giới của quỷ vật chư quỷ vật linh thể không phải người có đại thần thông không thể vào nơi đó hàng năm bị sương mù quỷ bao phủ chỉ có đêm tối không có ban ngày thích hợp nhất cho linh thể sinh tồn cùng tu hành tô hòa nhìn nàng người không báo thủ nữa sao lâm uyển lắc lắc đầu nói triệu gia đã có quan hệ với quận thừa ở bắc quận không có ai có thể động vào ân công đã cứu ta một mạng ta không thể hại ân công ánh mắt lý mộ kiên định chuyện này ta nhất định quản lâm nguyễn từ bỏ báo thù có thể tới u đô lấy loại tình hình thái khác để sinh tồn lý mộ không ngưng tụ được bảy phách chỉ là con đường chết ngay cả cơ hội cùng nhau thành quỷ với nàng cũng không có hắn trung quy không thể mỗi ngày đều canh giữ ở trên đường đỡ bà cụ qua đường cũng không thể vặt lông dê một mình trương sơn Bảy loại tình cảm của oán linh cường đại cỡ nào đợi cho hắn giúp lâm uyển sửa lại án xử sai oan khuất có lẽ có thể mượn dùng nàng một hơi ngưng tụ thành phách thứ nhất cơ hội lần này tới không dễ hắn nói cái gì cũng không thể bỏ qua lâm uyển không muốn liên lụy hắn kiên định tương tự nói ta không muốn báo thù nữa sắc mặt lý mộ nghiêm túc nói thiếu nợ trả tiền giết người đền mạng cho dù là ngươi không báo thù ta nhất định phải khiến Triệu Vĩnh đền tội. Lâm Nguyễn có chút cuống lên. Ân công, ngài vì sao? Bởi vì ta là bộ khoái. Lý mộ nhìn hai nàng, yên ngang lẫm liệt nói. Ta phải xứng đáng với bộ quần áo này ta mặc ở trên người. Người không cần nói thêm nữa. Triệu Vĩnh ta nhất định bắt. Quận thưa cũng không có bảo vệ được hắn. Ân công, Lâm Uyển quỳ xuống trên đất im lặng không tiếng động, chỉ có hai nà hàng nước mắt dọc theo khuôn mặt chảy xuống tiêu tán ở trong thiên địa. Thân thể Lý Mộ chấn động, Lâm Uyển một lần phát ra quá nhiều cảm kích, thân thể hắn có chút không chống đỡ được. Tô Hòa đã bị Lý Mộ hoàn toàn thuyết phục dùng ánh mắt sùng kính nhìn hắn cảm khái nói. Nếu là thiên hạ quan lại đều có thể như công tử, thế gian này lại có thể bớt đi bao nhiêu oan hồn khuôn mặt lý mộ có chút phát sốt bởi vì hắn còn xa xa mới hiền ngang lẫm liệt như thoạt nhìn hắn sở dĩ giúp lâm uyển báo thù đó là vì công cũng là vì tư vì trả lâm uyển một sự công bằng cũng là vì mạng nhỏ của mình tô hòa đỡ lý mộ hỏi ta có cái gì có thể giúp công tử không lý mộ nói hôn thứ hai của triệu vĩnh trước hết buông tha nếu không rất có khả năng kinh động đến bên trên phải ra cường giả lợi hại hơn đến xử lý vụ án này đến lúc đó chúng ta cho dù có lý cũng nói không rõ về phần lâm cô nương người chức đường lộ diện mấy ngày nay tạm thời đi theo bên cạnh tôi cô nương đến lúc đó có lẽ còn cần ngươi tự mình ra mặt tô hòa gật gật đầu nói nghe theo hết công tử lâm Nguyễn cũng ngẩng đầu kiên định nói ta nghe ân công hết Lúc này Tô Hòa lại nghĩ đến một chuyện nhìn về phía Lý Mộ hỏi. Công tử không biết phép cấm ngôn sao? Lý Mộ lắc lắc đầu. Các đại tông vì phòng ngừa đạo thuật hoặc pháp kinh tiết ra ngoài, cấm ngôn là phép hầu như là thần thông bắt buộc của đạo Phật hai nhà. Chỉ là Lý Thanh chưa dạy hắn, Lý Mộ cũng không biết đi đâu học. Tô Hòa nghĩ nghĩ nói, công tử nếu cần thiếp thân có thể dạy ngươi. Lý mộ tuy con bài chưa lật còn rất nhiều, nhưng không hiểu cấm ngôn làm phép. Lo lắng nhất là chiêu số của mình bị người ta học mất, nghe vậy trong lòng vui vẻ vội vàng nói. Vậy thì đa tạ tô cô nương rồi. Bên vịnh Bích Thủy, Lý mộ hướng tô hòa chắp chắp tay nói. Đa tạ tô cô nương truyền pháp. Ánh mắt tô hòa nhìn về phía hắn nói. Sau khi chịu vĩnh đền tội, công tử có thể lại tới nơi này thiếp thân có một vật tặng cho. Lý mộ nghi hoặc nói Vật gì Tô Hòa mỉm cười Đến lúc đó liền biết Khi Hàn chết tỉnh lại Đầu còn vô cùng đau đớn Trong đầu còn sót lại tin tức cuối cùng Là khi hắn đã thương căn cơ Nữ quỷ kia đang muốn tiêu diệt nàng Trong hồ lại xuất hiện một quỷ vật Mang tất cả bọn họ kéo vào Trong ảo cảnh Cuối cùng hắn cũng không chống lại được ảo cảnh dụ hoặc Hoàn toàn trầm luân bi lạc Ở trong dục vọng Hắn nhìn nhìn chung quanh phát hiện sắc trời đã sáng rõ vài tên bộ khoái ở bên người hắn nằm ngang nằm dọc cũng đều còn thở bọn họ thế mà đều chưa chết chỉ là mê man cả đêm điều này ra ngoài dự kiến của Hàn Chiết đoán trước rất nhiều dù sao nhìn thực lực tối hôm qua nước quỷ kia biểu hiện ra chỉ cần năng thoáng động sát tâm tất cả bọn họ những người này đều phải chết ở chỗ này sau khi tự hỏi một phen Hàn Chiết liền hiểu được vì sao bọn họ thoát chết Giết hại quan lại triều đình chính là tội nặng. Nếu là bọn họ, những người này tất cả đều chết chỗ này, triều đình nhất định sẽ không bỏ qua, vô cùng có khả năng phái ra cường giả trung tam cảnh. Đến lúc đó, mặc, quệ, mặc kệ nữ tử kia đạo hạnh sâu hơn nữa, cũng chỉ có con đường chết, mặc dù nàng đã từng chết một lần. Khi hắn đứng lên, thấy được hồn thứ hai của Triệu Vĩnh sau khi thu hồi nó, dùng chân đá đá tên bộ khoái kia nằm ở trên mặt đất nói, Dậy đi, dậy đi, đừng ngủ nữa. Tên bộ khoái kia sau khi tỉnh lại lại đánh thức vài tên đồng nghiệp khác. Trương Sơn sờ đũng quần quay đầu nói với Lý Mộ. Lý Mộ, ta đêm qua nằm mơ cả một đêm. Ê, thật sướng à. Trên mặt vài tên bộ khoái khác lộ, lộ ra nụ cười hiểu ý. Chỉ có lý tứ dựa lưng vào cây ngồi ở nơi đó. 45 độ nhìn lên bầu trời không nói một lời, không biết đang nghĩ cách gì nghe mọi người nghị luận hàn tuyết cũng sờ sờ đũng quần trong lòng biết tối hôm qua ở trong ảo cảnh tổn thất không ít tình nguyên không biết bao lâu mới có thể bù lại sắc mặt trầm xuống nói với mọi người còn ngây ra ở nơi đó làm gì về huyện nha lúc mấy người đi ra khỏi cánh rừng dọc theo đường cái trở về thành nhìn thấy một đám người vội vàng đi lên núi những người này nhìn đều là dân chúng bình thường vẻ mặt vội vàng lại khó có thể che giấu vui sướng cùng kích động ở trên mặt Căn cứ tố chất nghề nghiệp Có bộ khoái cản một người hỏi Ê, hey, đã xảy ra chuyện gì Các người đây là muốn đi đâu Đi chùa Cam Tuyền Người nọ chỉ xưa núi nói Các người không biết sao Đêm qua trong chùa Phật Tổ Hiền Linh Phật Quang mang cả bầu trời chiếu sáng Phải nhanh chân đi lại Để Phật Tổ phù hộ ta sang năm sinh con trai Lý mộ bây giờ đã nghĩ ra, ở thế giới này Phật môn, đạo môn, tín ngưỡng khác nhau, hệ thống tu hành cũng khác nhau, ảnh hưởng cũng khác nhau. Đạo môn chú ý vô vi, các tông môn của đạo môn đều là thành lập ở tiên sơn động phủ, linh khí dư thừa, tiếp tục rất ít với dân chúng tầng giới chót, thì là ngẫu nhiên sẽ phái đệ tử xuống núi rèn luyện, hàng yêu trừ ma, lại có không ít thường chú nhà môn các quận, bởi vậy được triều đình tôn kính. Phật môn tuy có chú ý vô dục, nhưng ở nhân gian có rất nhiều chùa miếu, thu nạp nhiều khách hành hương, sức ảnh hưởng của dân chúng lớn hơn đạo môn. Hàn Triết là đệ tử của đạo môn, nhìn thấy các tín đồ Phật môn này cuồng nhiệt như thế, trong lòng tất nhiên là không vui, đợi mấy người đó đi rồi hừ lạnh một tiếng nói. Một đám ngu dân, những con lừa chọc đó đoạn tình tuyệt dục, chính mình cũng không sinh ra được con, sao có thể vu hô bọn họ? Đầu Nhi nói đúng. Bà gã bộ khoái dưới trướng Hàn Triết liên tục lên tiếng phụ họa. Bản thân Lý Mộ làm con cái hoa hạ tự nhiên càng thích tôn giáo bản thổ nhà mình. Đương nhiên, hắn đối với Phật môn nơi này cũng không có ác cảm gì. Dù sao hòa thượng huyền độ chùa Kim Sơn từng cứu mạng hắn, còn tặng cho hắn pháp bảo phòng thân, hắn không có lý do chán ghét hòa thượng. Vương Trì, chỉ... Hai tầng thuộc tính của Phật môn thần thông cũng khiến Lý Mộ cực kỳ hâm mộ không thôi. Không biết có thể Phật đạo song tu hay không, đến lúc đó hắn tay trái đạo môn thủ ấn, tay phải Phật môn phát pháp quyết. Yêu quỷ nào thấy cũng phải trốn tránh. Nhưng trước mắt chưa có con đường tu hành thần thông Phật môn, Lý Mộ chỉ có thể mang loại ý tưởng này tạm thời áp chế. Trương Sơn đi ở bên cạnh Lý Mộ khó hiểu hỏi. Người nói nữ quỷ kia vì sao không hại chúng ta? Tí bộ thuận miệng nói Có thể là sợ Nhà môn truy cứu đi Điều này cũng đúng à Trương Sơn gật gật đầu nói Nhưng hắn vì sao lại khiến chúng ta nằm mơ như vậy Điều qua ta dày vò mười mấy lần Bây giờ chân cũng mềm nhũn ra Nghĩ đến ảo cảnh ngày hôm qua Ánh mắt Lý Mộ liền không khỏi nhìn về phía Lý Tứ Hắn vốn tưởng Lý Tứ là kẻ háo sắc nhất trong mọi người Nhất định chịu không nổi sắc dục dụ hoặc trước hết sự thật lại là Lý Tứ háo sắc nhất ở lúc đối mặt sắc đẹp dụ hoặc so với tất cả bọn họ bao gồm hẳn chất loại người tu hành này còn kiên định hơn. Nếu Lý Mộ không hiểu Thanh Tông Quyết kết cục sẽ không tốt hơn đến đâu so với bọn Trương Sơn. Mà theo Lý Mộ biết, Lý Tứ từ trước đến giờ đều chưa tu hành. Như vậy, chuyện đã xảy ra trong ảo cảnh đêm qua liền khiến hắn nghĩ mãi mà không hiểu từ khi tỉnh lại bắt đầu lý tứ đã không nói một câu nào lý mộ đi qua nghi hoặc hỏi ngày hôm qua trong hào cảnh kia ngươi làm như thế nào lý tứ liếc mắt hắn hản nhiên nói lầu xanh huyện dương gâu ta so với nhà mình còn quen hơn nhắm mắt lại cũng có thể đi lão tử trường hợp nào mà chưa thấy tư thế nào mà chưa chơi cũng chỉ các người đám người chưa trải sự đời này mới có thể bị dụ hoặc lý mộ nhất thời thế mà không có lời nào để chống đỡ lý tứ lại như là nghĩ tới cái gì trên mặt xuất hiện ra một tia kinh ngạc nói không đúng ngày hôm qua ngươi cũng chưa từng trúng chiêu ngươi một tên non nớt ở dưới loại trường hợp đó sao có khả năng khống chế được chẳng lẽ ngươi không được lý mộ thẹn quá hóa giận hỏi ngươi cho rằng ngươi không bị dụ hoặc lý tứ lạnh nhạt nói sự thật đã chứng minh mà Lý Mộ hỏi Thanh Thanh là ai? Thân thể Lý Tứ chấn động sau đó liền cúi đầu lâm vào lặng lẽ. Trương Sơn kéo Lý Mộ đến một bên trách cứ nói. Đàng yên đang lành, ngươi nhắc tới Thanh Thanh làm cái gì? Lý Mộ nghi hoặc nói, Thanh Thanh là ai? Trương Sơn kinh ngạc nói, ngươi quên rồi. Lý Mộ nói, ta nên nhớ sao? Ta quên mất chuyện người lúc đó. Trương Sơn vô vỗ đầu cuối cùng nhớ tới Lý Mộ từng mất trí nhớ lại nói. Tóm lại tuyệt đối không thể ở trước mặt Lý Tứ nhắc tên Thanh Thanh. Thậm chí liên quan đến chữ Thanh mà âm thanh cũng không thể nhắc. Vậy Lý Thanh thì sao? Người dám trước mặt đầu nhi gọi tên nàng. Không dám. Lý Tứ đi ở phía trước. Trương Sơn cố ý tụt lại sau hắn vài bước. Sau đó mới thở dài nói với Lý Mộ. Thật ra hắn trước kia không phải thế này trước kia đi ngang qua lầu xanh hắn cũng sẽ không nhìn dù chỉ một cái lý mộ hỏi có liên quan đến cô nương tên là thanh thanh kia trương sơn gật 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 đầu nói thanh thanh là vị hôn thê thanh mai trúc mã của hắn bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên lúc còn rất nhỏ đã định ra hôn ước về sau về sau thanh thanh chạy theo kẻ có tiền trương sơn kinh ngạc nói người nhớ ra rồi sao không phải lý mộ nhớ ra mà là thế gian lộ số cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi một hai vị hôn thê không chạy mất thiếu niên lý tứ từng ngây thơ lại thiếu niên lý tứ từng ngây thơ nào sẽ tính thay đổi hắn trở thành bộ giá ngày hôm nay không có ai trời sinh đã là cặn bã một mỗi một nam nữ nát bét về tình cảm thương thương đều có từng thời điểm chuyện tình nhất. Tùy Lý Tứ đi lầu xanh giống như là về nhà, nhưng ở mắt Lý Mộ gã vẫn như cũ so với Triệu Vĩnh vì tiền đồ liền giết hại vị hôn thê cao thượng hơn mấy chục lần hay mấy trăm lần. Nghĩ đến Triệu Vĩnh, Lý Mộ liền có chút đau đầu. Hắn sở dĩ muốn giúp Lâm Uyển một là thật sự thương xót nàng, hai là vì mạng nhỏ của mình, nói vài câu hiên ngang lẫm liệt đơn giản, nhưng chuyện này thực sự đi làm lại cực kỳ gian nan. Nếu Lâm Nguyễn chỉ muốn báo thù vậy trực tiếp diệt hồn thứ hai của Triệu Vĩnh, Triệu Vĩnh tuy sẽ không chết, nửa đời sau cũng chỉ có thể làm một kẻ ngốc. Nhưng hậu quả làm như vậy chính là nàng và Tô Hòa đều sẽ bị triều đình truy nã, không có kết cục tốt gì. Thông qua pháp luật pháp để báo thù nhìn có hợp linh hợp tình hợp lý nhưng lý mộ làm bộ khoái biết rõ luật pháp đại chu nhìn từ bên bề ngoài là bảo hộ kẻ yếu trên thực tế luật pháp có thể trừng phạt cũng chỉ có kẻ yếu mà thôi đại chu các quận tự trị cao độ trưởng quản một quận đối với dân chúng của bản quận có được quyền sinh quyền sát muốn trừng phạt triệu vĩnh thì không tránh được quận thừa loại vụ án này chỉ sợ ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng không dám tiếp hắn tối hôm qua tiếp là một phiền toái to lớn chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác như thế nào để triệu vĩnh đền tội trả lâm uyển công bằng còn cần bằng bạc kỹ hơn Lý mộ theo đám người hàn triết một lần nữa trở lại triệu gia Vợ chồng họ triệu nghe nói hồn triệu vĩnh đã về Vui mừng quá đỗi Chỉ tiếc bọn họ cảm kích lại nhầm vào hàn triết Chỉ lý mộ không nhìn thấy Cũng không dẫn được cảm xúc của bọn họ Hàn triết đứng ở trước mặt hai người nói Hồn của lệnh công tử là một bị nữ quỷ câu dẫn Nữ quỷ đó đêm qua bị ta đả thương căn cơ Bây giờ hẳn là đang hồn phi phách tán là bây giờ mang hồn triệu vĩnh đẩy vào thân thể hắn hắn triết lật tay trên tay liền xuất hiện một quả cầu hồn hắn một tay bắt một cái pháp ấn môi rung động vài lần thấp giọng nói sảng linh quy vị quả cầu hồn kia nhập vào mi tâm triệu vĩnh biến mất không thấy quỷ hồn thứ hai vào cơ thể Nét xì ngốc trên mặt của Triệu Vĩnh rất nhanh biến mất, ngược lại hiện ra vẻ mặt hoàng sợ đến cực điểm, hai tay vùng lung tung hét lớn. Tránh ra, tránh ra, đừng có giết ta, đừng có giết ta. An Thiết lật tay thành đao chém ngất Triệu Vĩnh, lại lấy ra một tấm phù triện đưa cho vợ chồng họ Triệu nói. Hắn bị kinh hãi, trước để hắn ngủ một giấc, tấm phù triện này có công hiệu tĩnh tâm an thần, sau khi tỉnh lại để hắn mang theo bên mình. Đà tạ hàn tiên sư triệu phúc đi chuẩn bị một phần tạ lễ thật hậu hĩnh tặng cho hàn tiên sư việc triệu gia từ đây giải quyết khi hàn Triết đi ra khỏi triệu phủ quay đầu nhìn lý mộ một cái ánh mắt dừng lại một cái chớp mắt ở trên thân thanh hồng kiếm trong tay hắn hỏi kiếm của thanh cô nương sao có thể ở chỗ người trương sơn đi đến phía trước giải thích lần trước hắn gặp yêu tà là đầu nhi bảo Lý Mộ tạm thời phòng thân. An Thiết không nói gì nữa, lại liếc Lý Mộ một cái, xoay người rời đi. Trường Sơn khóe miệng giật giật nói, Họ Hàn thích đầu nhi, nhưng đầu nhi căn bản không quan tâm hắn, Lý Mộ người thêm chút sức, ta cảm thấy ngươi so với họ Hàn có hy vọng hơn. Lý Mộ không tiếp lời hắn bây giờ chuyện quan trọng nhất là giữ mạng, nào có tâm tư đi cân nhắc những chuyện này. Cho dù thật sự muốn cân nhắc, cũng không nhất định chỉ có một cái lựa chọn là Lý Thanh. Tuy nàng có bộ dạng xinh đẹp nhưng liễu cô nương cách vách cũng không kém. Các nàng có một người chân dài khí chất. Các nàng một người đẹp chân dài khí chất tiên, một người ngực lớn giọng ngọt lại có tiền. Thực sự bảo Lý Mộ từ trong đó chọn một thật đúng là không dễ quyết định. Lý Thanh là có thực lực thời điểm mấu chốt có thể bảo hộ mình, nhưng Liễu Hàm Yên là một mặt mua một tặng một tuy là lớn hơn mình 2 tuổi nhưng nữ tử hơn 3 ôm bọ gạc gạch vàng. Lý mộ bỗng ý thức được mình nghĩ nhiều rồi lắc lắc đầu mang ý tưởng không thực tế đó loại ra khỏi đầu óc. Trương Sơn quay đầu nhìn Lý mộ hỏi, người lắc đầu cái gì? Lý mộ nghĩ nghĩ hỏi Trương Sơn. Nếu có hai nữ tử cho ngươi chọn, một người biết võ công, võ nghệ, võ nghệ, đao pháp, có thể bảo hộ ngươi một người khác rất có tiền ngươi chọn người nào có bọn tiền bao nhiêu nhiều đến mức ngươi cả đời cũng không xài hết trương sơn chép chép miệng nói nam nhân sao có thể để nữ nhân bảo hộ ta chọn người có tiền lý mộ lại nhìn về phía lý tứ hỏi người chọn người nào lý tứ nhìn hắn một cái hỏi ngược lại ta vì sao phải chọn triệu phủ sau khi mấy tên bộ khoái rời khỏi, một người phụ nữ mang thuốc đã đun xong đưa đến phòng, nói Vĩnh nhì, uống thuốc, đây là đơn thuốc ăn thần dưỡng khí, mẹ cố ý bỏ thêm đường vào bên trong, còn nhân lúc còn nóng uống đi. Triệu Vĩnh từ trên giường bò dậy hỏi Mẹ, ác à quỷ kia đã chết rồi sao? Nói gì vậy? Người phụ nữ liếc hắn hỏi Quỷ vốn chính là vật chết, còn có cái gì chết hay à hay là không? Triệu Vĩnh vội vàng nói Còn là nói ác quỷ đó có phải là bị đánh hồn phi phách tán Về sau sẽ không bao giờ xuất hiện hay không? Người phụ nữ gật gật đầu nói Người của huyện Nha nói là như vậy Triệu Vĩnh lo lắng nói Nhưng nhỡ đầu ả à chưa chết có thể lại tìm thấy con hay không? Người phụ nữ nhìn hắn hỏi Đà nghiên đang lành Nước quỷ đó vì sao quân lấy con không tha Ánh mắt triệu vĩnh có chút tôn thanh nói Mẹ, mẹ cũng biết rồi đấy Con là hành hỏa chi thể Những yêu quỷ kia đều muốn hồn phách của con Người phụ nữ buông thuốc xuống Sụ mắt nhìn thản nhiên nói uyển nhi là vợ trưa cuối của con Con cũng thực hạ được quyết tâm mà Sắc mặt triệu vĩnh tái nhợt Sau đó sau khi thở sâu lại trở nên âm trầm nghiến răng nói còn đây cũng là vì triệu gia người phụ nữ trầm mặc một lát chậm rãi nói tuy người huyện nhà nói cô ta hoàn toàn hồn phi phích tán nhưng để ngừa vạn nhất chúng ta vẫn phải làm một chút ăn bài bổ luận như thế nào hôn sự của con đều không thể xuất hiện bất cứ sai lầm nào Chuyện công tử triệu gia ly hồn giải quyết viên mãn triệu gia vô cùng cảm kích đối với nhà môn còn chuẩn bị một phần tạ lễ hậu hĩnh đương nhiên đều là của hàn triết không có liên quan gì với lý mộ đám bộ khoái nho nhỏ này và phần chuyện nữ quỷ kia trong hồ hàn triết chưa nhắc dù chỉ nửa chữ thứ nhất là nói ra thì mất mặt thứ hai nhân quỷ đều có đường riêng chỉ cần đối phương chưa làm việc gì tổn thương thiên thương thương thiên hại lý Thái độ của huyện Nha đối với bọn họ bình thường chỉ là kính trọng nhìn từ xa. Rất ít đi trêu chọc. Đi ra khỏi triệu gia, Trương Sơn vẻ mặt thấp thỏm nói với Lý Mộ. Lý Mộ, chuyện huyện Nha bên kia giao cho ngươi, ta về nhà trước một chuyến, ngày hôm qua cả đêm không về, bà vợ nhà ta khẳng định điên rồi, ta phải trở về giải thích đã. Lý Tư nói, ta cũng có chút việc cầm làm. Đi đi, Lý Mộ gật đầu nhìn Trương Sơn chạy như điên về nhà. Lý Tứ rẽ vào lầu xanh gần nhất, một mình hướng về phía huyện nhà đi đến. Vụ án triệu ra chấm dứt còn cần về nha môn lập hồ sơ ghi lại. Loại chuyện dâm ra này hán chết tự nhiên sẽ không làm. Lý Mộ trở lại nha môn tìm được Lão Vương ở trong phòng trực ngủ gà ngủ gật. Lão Vương từ trên bàn bò dậy, dài dày mắt nhập nhèn buồn ngủ nói. Ê, hey, Lý Mộ về rồi, muốn làm hai ván hay không? Lý Mộ xô xô tay nói: Có thời gian nói sau. Án triệu ra xong rồi, người nhanh lập hồ sơ ghi lại một phen. Làm xong ta còn muốn về nhà ngủ bù. Lão Vương ngáp một cái nói: Người giúp ta đi hộ phòng điều hồ sơ của Triệu Vĩnh lại đây. Lý Mộ đi hộ phòng trước một chuyến, điều đến hồ sơ của Triệu Vĩnh giao cho Lão Vương, sau đó mang chuyện đã xảy ra ngày hôm qua tóm tắt một lần, đương nhiên về chuyện bọn hàn triết đã bị ngất xỉu hắn lựa chọn dấu diếm khi lão vương ghi chép lại chép chép miệng nói triệu vĩnh này có chút thú vị nha, khó trách bị quỷ vật câu hồn lý mộ ngẩn ra một ven hỏi có ý tứ gì lão vương chỉ vào ngày sinh tháng đẻ của triệu vĩnh nói triệu vĩnh sinh nằm vĩnh ngọ trong bát tự ngu hành thiếu tứ hành Hỏa hành độc đại, mặc dù có chút thiếu hụt nhưng cũng là hỏa hành chi thể khó được, nếu là tu hành so với người thường nhất định làm ít được nhiều, mà hồn phách của hắn đối với yêu quỷ cũng là vật đại bổ, chỉ tiếc ngày xưa không có ai dẫn đường cho hắn để bước vào tu hành. Hỏa hành chi thể, vật đại bổ. Lý mộ nhân mày ý niệm trong lòng vốn đã nhận định lại có chút dao động rốt cuộc là Lâm Nguyễn cùng Tô Hòa đang nói dối hay ngũ hành thi thể của Triệu Vĩnh chỉ là trung hợp. Vụ án này ở trong lòng hắn bắt đầu trở nên khó bề phân biệt. Tuy quen biết với Tô Hòa cùng Lâm Nguyễn thời gian không dài nhưng nếu các nàng nói dối vì sao Lâm Nguyễn sẽ ngăn trở Lý mộ điều tra Triệu Vĩnh cũng chưa ở ngay lúc đó nuốt hồn phách của triệu vĩnh trực giác nói cho hắn biết các nàng nói không nói dối đương nhiên chỉ dựa vào lời nói từ một phía của các nàng lý mộ cũng không thể nhận định triệu vĩnh có tội tất cả đều phải chờ sau khi hắn tự mình điều tra mới có thể làm quyết định giúp đỡ lão vương làm xong ghi chép lý mộ liền rời khỏi huyện nha đi thẳng về nhà khi sắp đến cửa nhìn thấy một bóng người nho nhỏ ngồi ở trên bậc thang cửa của ngủ gật Bên cạnh còn đặt một hộp thức ăn Lý mộ đã cực kỳ quen thuộc Không biết là xuất phát từ ánh náy hay tương xót Buổi sáng mỗi ngày bảo tiểu nha hoàn Đến đưa đồ ăn sáng Đã là một trong những việc liễu hàm yên Ngày nào cũng làm Nghe được bên cạnh truyền đến bước chân Thiếu nữ đứng lên rụi rụi mắt Ngạc nhiên lẫn vui mừng nói Lý công tử, ngươi đã trở lại Lý mộ xách lên một hộp thức ăn Trên bậc thang hỏi Đồ ăn sáng lại mua nhiều rồi Tiểu nha hoàn ngốc ngách gật gật đầu Lý mộ cười cười nói Tiến vào cùng ăn đi Lý mộ đã quen mỗi ngày cùng nàng ăn bữa sáng Ăn xong một vị bánh bao Một bát cháo Hắn đã no bảy phần Nhìn tiểu nha hoàn chưa hết tèm hỏi Chứ ăn no Vạn vạn xoa xoa bụng khẽ lắc đầu Lượng cơm ăn của tiểu nha hoàn so với mình còn lớn hơn, đây là chuyện Lý Mộ đã sớm ý thức được. Hắn thu thập xong một hộp thức ăn, lắc đầu đi vào phòng bếp năm chỉ mỡ heo một thìa tương dầu một thìa muối tinh một thìa hành bỏ vào nước sôi nóng bỏng nước sôi thả mì nấu chín vớt ra để vào trong bát trong bát lại đặt một quả trứng trần nước sôi một bát mì mùa xuân đơn giản đã làm xong lý mộ bưng mì đến bên ngoài đặt ở trước mặt của nàng nói ăn đi nên nàng Nhìn nàng một bát mì xuống bụng lại mang canh trong bát húp sạch còn chưa hết thèm liếm liếm môi. Lý mộ thậm chí nghĩ cần nói cho Liễu Phạm Yên bảo nàng về sau không cần đưa đồ ăn sáng qua mãi hay không. Chuyện bữa sáng, vốn hắn đi trên đường mấy đồng tiền mua vài cái bánh bao là có thể giải quyết. Bây giờ lại phải đích thân xuống bếp không phải là một bát mì mùa xuân chính là là một bát cơm giang trứng phải biết rằng trứng gà cũng không rẻ, lý mộ thật không dễ dàng hạ quyết tâm bổ sung dinh dưỡng cho mình. Tiểu nha hoàn ăn xong lau sạch miệng, sạch hộp thức ăn lên liền nói. Lý công tử, ta về đây. Đi đi. Lý mộ phất phất tay, chờ sau khi nàng rời khỏi, đóng lại cửa sân, chuẩn bị trở về ngủ bù. Ngày hôm qua, bọn họ Trương Sơn thật ra nhàn rỗi, Lý mộ lại bận rộn hơn nửa đêm vì cứu Lâm Uyển. Thân thật thân thể cạn kiệt nghiêm trọng cũng không biết bao lâu mới có thể bù lại được sân nhà bên kia liễu hàm yên nhìn khóe miệng tiểu nha hoàn lưu lại vết dầu mỡ gõ gõ ở trên trán nàng nói nói bao nhiêu lần rồi đưa cơm xong thì về đừng có luôn ở chỗ người ta ăn trực tiểu nha hoàn cúi đầu nhỏ giọng nói lý công tử nấu mì ngon lắm liễu hàm yên chỉ tiếc rèn sắt công thành thép nói người trừ ăn còn biết cái gì Thiếu nữ nhìn mũi chân mình nắm góc áo không nói một lời. Liễu Hỏa Miên nhìn bộ dáng này của nàng, trong lòng cơn tức giận nữa, hơn nữa cũng hết giận, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Vậy người cũng không thể mỗi ngày đều ăn của người khác, người ta mỗi tháng bổng lộc cũng không nhiều, tất cả đều bị ngươi ăn hết rồi." Thiếu nữ nghi nghĩ nói: "Vậy muội mang bạc, muội tích góp cho hắn." Liễu Hỏa Miên nói: đó không phải là ngươi tích lũy đồ cưới cho bản thân sao? Thiếu nữ tập giọng nói Đồ cưới về sau có thể góp tiếp Được rồi, được rồi, coi như là ngươi thắng Liễu Hòa Miên bớt đắc dĩ thở dài Xoay người đi ra khỏi tòa nhà Gõ vàng cửa sân cách vách. Lý mộ vừa mới ngủ liền nghe được tiếng đập cửa ở bên ngoài Mấy ngày qua Hắn hấp thu không ít tình cảm vui sướng Linh giác so với người thường cao hơn không ít đợi phách thứ nhất hoàn toàn ngưng tụ thành ngũ cảm không biết sâu sắc thành bộ dáng gì hắn xuống giường xuyên qua sân mở ra cửa sân khi nhìn thấy liễu hàm yên đứng ở cửa kinh ngạc nói liễu cô nương có việc sao liễu hàm yên nhìn bộ dáng suy yếu của lý mộ trong lòng lại thêm vài phần đồng tình sau đó có chút xấu hổ nói có chuyện muốn kính nhờ lý công tử chuyện gì Lý mộ nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn đang lo không có cơ hội báo đáp nàng chiếu cố, nàng cứ nhờ đúng lúc rồi. Liệu Hà Miên nói, Là như vậy, ta ban ngày cần bận chuyện cửa hàng văn ván ở nhà một mình, bản thân nó không biết xuống bếp, có thể để nó ở chỗ ngươi ăn cơm hay không, ta có thể trả ngươi bạc. Lý mộ còn tưởng là chuyện gì, nghe vậy không hề nghĩ ngợi nói. Bạc thì không cần, ta về sau sẽ làm thêm đồ ăn cho một người nữa là được. Không được, không được. Liễu Hàm Yên thái độ rất kiên quyết nói. Một mình vạn vãn có thể ăn rất nhiều, ta mỗi tháng cho ngươi 10 lượng bạc, coi như là tiền cơm của nó. Cuộc sống của kẻ có tiền, lý bộ quả nhiên không thể hội được. Mỗi tháng hắn mới kiếm được 500 đồng, mỗi một đồng còn phải tiêu tiết kiệm, các nàng một tháng tiền cơm đã là 10 lượng. Tiểu nữ 15-16 tuổi Cho dù ăn khỏe nữa Mỗi tháng cũng ăn không hết 10 lượng bạc Đây hiển nhiên lại là Liễu Hòa Miên Đang thương xót hắn Ai biết cho rằng nàng đang thương xót mình Không biết còn tưởng Lý Mộ Đang được nàng bao nuôi Lý Mộ tuy nghèo Nhưng người nghèo có tôn nghiêm Hắn từ chối đề nghị 10 lượng bạc của Liễu Hòa Miên nói Một lượng bạc là đủ rồi Nếu từ không hết Ta trả lại cho ngươi hắn cũng không giả bộ hắn cũng không giả bộ hào phóng từ chối toàn bộ lượng cơm ăn của vãn vãn lớn bao nhiêu lý mộ rõ hơn bất cứ ai khác lấy bổng lọc mỗi 500 đồng của hắn thật đúng là không nuôi nổi nàng liễu Hòa miên cảm kích nói cảm ơn lý công tử nếu không đủ ngươi lại mở miệng là được giữ vãn vãn ở nơi này ăn cơm chẳng qua là chuyện thêm một đôi đũa với lại liễu hòa miên cũng không muốn dùng miễn phí lý mộ trái lại cũng không tổn thất cái gì tất cả coi như báo đáp ân tình của nàng tiện bước liễu hòa miên lý mộ một lần nữa đóng lại cửa sân trở lại trong phòng còn chưa nằm xuống bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa lý mộ mở ra cửa sân nghi hoặc nói liệu cô nương còn có chuyện gì sao trương sơn đứng ở ngoài cửa kinh ngạc nói liễu cô nương nào không có gì, một người hàng xóm mà. Lý mộ giải thích một câu, ánh mắt nhìn về phía Trương Sơn, đầu tiên là sừng sốt, sau đó liền kinh ngạc nói. Mặt, mặt ngươi làm sao vậy? Chẳng qua là gần một nửa canh giờ không gặp, mặt Trương Sơn so với vừa nãy lớn hơn cả một vòng. Bên trái mặt còn có vài vệt máu, nhìn qua thê thảm vô cùng. Đừng nói nữa, Nói đến việc này, Trương Sơn liền không truy hỏi chuyện Liễu Hòa Miên nữa, thở dài nói. Ta đêm qua không phải là về nhà sao? Buổi sáng lúc trở về, bà vợ nhà ta hỏi. Ta liền nói chuyện đêm qua, mấy người chúng ta gặp và yêu tà, chúng yêu Pháp ngất đi, ở trong núi một đêm buổi sáng mới tỉnh lại. Lý Mộ hỏi, nàng không tin. Trương Sơn nói, nàng bảo ta chứng minh. Lý Mộ nói, chứng minh như thế nào? Trương Sơn giận dữ nói, nàng bảo ta chứng minh ta đêm qua không phải là cùng lý tứ đi lầu xanh lêu lỏng lý mộ dùng ánh mắt thương hại nhìn trương sơn hắn rút cuộc kiểu vẹt máu trên mặt trương sơn là ở đâu ra đêm qua hắn trầm luân ở trong hào cảnh cùng mười mấy tiểu thị tì ảo tưởng ra chơi vận động nhiều người tổn thất lượng lớn tinh nguyên trong một tháng này một giọt cũng đừng nghĩ ép ra được trương sơn nhìn lý mộ chờ mong nói người theo ta đi nhà ta một chuyến bây giờ chỉ có người có thể chứng minh sự trong sạch của ta lý mộ vốn là muốn ngủ bù bất đắc dĩ chỉ có thể thay đổi kế hoạch vô luận như thế nào ân một đêm không thể quên lý mộ cũng không thể quên ở thời điểm hắn khốn cùng thất vọng nhất là trương sơn và lý tứ cho hắn mượn tiền qua ngày hắn đóng lại cửa sân bất đắc dĩ nói đi thôi một khắc đồng hồ sau ở một tòa trạch viện bình thường trong huyện thành, Lý Mộ nhìn người phụ nữ trong sân giải thích. Tàu tử lần này thật sự là oan, oan uổng hắn. Ngày hôm qua mấy người chúng ta ra ngoài tra án, gặp quỷ lợi hại, chúng quỷ thuật. Thật không dễ gì mới nhặt được về cái mạng. Hắn sao có khả năng lại đi lầu xanh lưu lỏng. Phụ nhân hiển nhiên tương đối tin tưởng lời nói của Lý Mộ, lại vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trương Sơn hỏi. Vậy phía dưới ông là xảy ra chuyện gì? Lý mộ ho khẽ một tiếng giải thích. Hắn bị nữ quỷ đó hút khô dương khí, trong một tháng này cũng không thể làm việc vợ chồng nữa. Mặt mắt thấy sắc mặt người phụ nữ dịu đi, Trương Sơn thở ra một hơi nói. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, nói ta, nói, nói ta không theo lý tứ lêu lỏng, bà còn không tin. Người phụ nữ trừng mắt nhìn hắn một cái hùng toạn nói Lý tứ không phải là thứ tốt. Nhìn xem lý mộ người ta đều là hộ lý. Cái tranh lệch này sao mà lớn vậy? Ông về sau cách xa lý tứ xa một chút cho tôi. Giải quyết xong phiền toái của Trương Sơn Lý mộ tính ra khỏi thành điều tra chuyện lâm uyển vừa mới đi tới cửa lại bị Trương Sơn túm cánh tay. Trương Sơn nhìn hắn khẩn trương nói Người đi đâu? Lý mộ nói có vụ án cần tra Trương Sơn vội vàng hỏi Ta đi cùng ngươi Lý mộ lắc lắc đầu nói Người vẫn là ở nhà tinh dưỡng cho tốt đi Vụ án lâm nguyện liên lụy đến triệu gia Liên lụy đến quận thừa Lý mộ sở dĩ điều tra Không chỉ là vì quán triệt chính nghĩa ở trong lòng Càng là vì tài sản tính mạng của hắn Trương Sơn thì không có bất cứ lý do gì liên lụy vào Trương Sơn nghiến răng hạ giọng nói người không biết đâu việc này còn chưa chấm dứt người vừa đi nàng lắt nữa lại muốn ta chứng minh ta thật sự không chứng minh được một giọt cũng không chứng minh được lý mộ bất đắc dĩ mở miệng ta thật sự có vụ án phải cha tương sơn kiên định nói ta đi cùng ngươi vụ án này rất nguy hiểm ngươi đi theo ta rất có thể sẽ vứt bỏ tính mạng đấy lý mộ nghiêm túc nhìn hắn nói ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất ở nhà giải thích hẳn hoi với nương tử người thứ hai thứ hai ta chọn thứ hai lý mộ vừa dứt lời trương sơn liền lập tức mở miệng chém đinh chặt sắt không chút do dự nửa canh giờ sau một thôn xóm ở ngoài huyện dương khâu lý mộ cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được trương sơn chỉ có thể để hắn cùng đi tới trương sơn đứng ở cửa thôn nhìn lý mộ kinh ngạc nói đây cũng không phải là khu trực thuộc của ngươi, ngươi tới nơi này tra án gì? Lý Mộ chưa lập tức trả lời, ánh mắt nhìn về phía một căn nhà sơ sát ở cửa thôn. Lâm Nguyễn lúc còn sống ở nơi này hơn hai mươi năm trước, Lâm Gia cùng Triệu Gia đều là phú hộ bản địa, hôn ước của hai người cũng là khi đó mà định ra. Sau đó Lâm Gia làm ăn thất bát, dần dần suy tàn; Triệu Gia làm ăn phát triển, gia nghiệp mở rộng mười mấy lần. Ở toàn bộ huyện Dương Khâu cũng tính là nhà giàu có. Trường Sơn đứng cạnh Lý Mộ còn đang than thở. Kỳ quái, ngươi muốn tra án lại không mặc công phục, cũng không để ta mặc, còn nói vụ án này rất nguy hiểm, nơi này có gì nguy hiểm. Lý Mộ cũng chưa giải thích quá nhiều cho Trương Sơn, chỉ là nói. Người cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi, theo bên cạnh ta là được rồi được rồi được rồi hôm nay người đã cứu ta người định đoạt trương sơn nhún vai quả nhiên không nói gì nữa lý mộ đi đến trước căn nhà sơ sát kia sân bị một vòng hàng rào vây quanh trong sân đã mọc cỏ dại cửa sân cũng cài chìa khóa hiển nhiên đã rất lâu không có ai tới đằng lúc lý mộ tính tìm người hỏi cửa phòng cách bách bỗng nhiên mở ra một lão giả đi đến trong sân nhìn thấy hai người xa lạ đứng bên ngài nghi hoặc nói các người là ai tới làm gì lý mộ đi lên phía trước cười nói não lão nhân ra... ta là bà con xa của lâm uyển xin hỏi lâm cô lâm uyển biểu muội của ta ở nơi này người là thân thích của uyên uyên à lão nhân nghe vậy sắc mặt dịu đi rất nhiều lại thở dài nói hai tháng trước uyên uyên đã không thấy tâm hơi Tiệu ra về sau cũng từng tìm đến bây giờ cũng chưa tìm được, ai cũng không biết nàng đi tới nơi nào. Lý mộ làm ra bộ dáng giật mình hỏi, biểu muội mất tích rồi. Lão nhân tiếc nuối nói, nếu uyển uyển còn, sắp tới sẽ gả đến triệu gia, gả đến triệu gia đó, nửa đời sau đều hưởng phúc. Đáng tiếc, đáng tiếc, cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào còn sống hay không. Lý Mộ không cần hỏi tiếp, hắn đã biết điều hắn muốn biết. Lâm gia và triệu gia quả từng có hôn ước, đến bây giờ hắn từ trong miệng lão già này nghe được. Cùng Lâm Uyển nói tất cả đều ăn khớp. Nói cách khác, chuyện triệu vĩnh vì đu bám quận thừa cách cây to này, giết hại vợ chưa cưới, tám chín phần mười là thật. Lý Mộ cũng không ở nơi đây đâu, cáo biệt lão già rời khỏi nơi này trực mặt khó nhất là như thế nào trả lâm uyển một sự công bằng để làng lấy thân phận quỷ hồn đi nha môn giải oan tự nhiên là không được không nói vụ án này nha môn có dám tiếp hay không cho dù tiếp trình bẩm đến bên trên tỷ lệ đại khái vẫn là sẽ bị ép xuống chỉ cần quận thừa nguyện ý che trở triệu gia ở quận bắc triệu gia liền không ai có thể động vào trực mặt lý bộ còn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết thích hợp Lý Mộ chỉ lo trầm ngâm đi đường, Trương Sơn đi theo phía sau hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi. "Lý Mộ, người từ bao giờ có biểu muội, trước kia sao chưa từng nghe nói?"